Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là nhân viên của chúng tôi đang đi bảo dưỡng ghế cho khách này. Đây là khách dùng mẫu FJ686. Đó, bạn sẽ lau chùi sau khi đã tra mỡ rồi. Bạn sẽ lau chùi một lượt. Đó. Và một chút nữa chúng ta sẽ hỏi bác xem là bác dùng sản phẩm như thế nào nhé. Đó. Thịnh tiếp tục. Đây là hai bạn bé con này. Đấy, chặt chưa? Nu chặt chỗ rồi đúng không? Đó, các bạn thấy này, ghế dùng hơn một năm rồi. Mới như thế này. Thì bạn biết là lý do vì sao mới là được lau chùi bảo trì bảo dưỡng thường xuyên như vậy. Đó. Đây, cô khách hàng cô đang ngồi tiếp khách. Cho nên là mình sẽ chưa hỏi vội. Một sản phẩm ấy, để nó hoạt động tốt thì ngoài yếu tố căn bản của sản phẩm nó phải tốt ra thì cái dịch vụ sau bán hàng nó rất là quan trọng. Rất là quan trọng, nó sẽ quyết định đến cái độ bền, độ ổn định của sản phẩm. Đó. Cô Nga ơi. Đấy, con hỏi xíu là trong quá trình u sử dụng có thấy thế nào ạ? Ờ. À, đỡ hẳn luôn, đúng không? Nói chung là làm là thoải mái, Vâng. chỉ có cái là Vâng. đắt tiền. Vâng. Còn làm gì nói chung là như ý, toàn Vâng. nguyện mình làm chuẩn được thì còn mạnh còn nhẹ lại được Dạ. còn nhờ. Nói chung là cái máy này nó phục vụ cho sức khỏe như cái tuổi các cô thì thấy nó quá thoải mái. Dạ vâng. Thế là rất là tuyệt vời khi mà anh Yên nhà mình là mua tặng cô một cái, sau lại mua tặng cả bố mẹ vợ đúng không ạ? Mà lại được Vâng, đấy, cả nội quá cả công ngoại. lao vất vả để nuôi các con. Vâng. Cô chỉ Đấy. nói thật, nếu giả sử như cô mà có tiền thì cô cũng không dám mua đâu. Nhưng Cái mà máy của mình rất là trân trọng. khi mà sử dụng rồi thì thấy sức khỏe được cải thiện, mới cảm thấy là Thì nó là như cô đi vâng. làm về cái đang rất mỏi hoặc là đi cấy đi làm đồng về cô rất Dạ. mỏi thì là cô vào cô làm thì Dạ. nó lắc bọc cho mình một tí thì cảm thấy nó thông hết huyết, Vâng. thông huyết thì mình cảm Thông giác kinh rất là hoạt dễ lạc. chịu. Vâng. Thế mà buổi nhất là buổi tối trước khi đi ngủ mà hôm nào mà cô cứ thời gian đã cho phép vậy là cô làm khoảng độ 30 phút thì đi ngủ nó rất là dễ. À, Còn làm là buổi ba sáng cô dậy cô đánh răng rửa mặt xong uống một cốc nước vào lòng à cảm thấy người nó thoải mái. vâng Nói chung là cái bệnh xương khớp của cô là cứ bóp là nó đỡ, dạ bỏ đỡ khỏi thì không khỏi được, cũng không nói khỏi đúng được đâu, rồi, nhưng cô cái có bệnh thể xương là khớp là bị mình phải điều trị một cách dài và liên tục và ổn căn định bản là cô là bây giờ các cháu nó nhỏ nhiều, bố mẹ dạ đi làm công ty thời gian nó cũng có hạn, dạ thế chứ còn thực tế ra là nếu mà có điều kiện để thời gian mình cứ làm đều đặn ngày 2 lần thì có thể là nó cũng cải thiện được. Dạ vâng. Nhưng quan trọng nhất là nó bóp, ví dụ như là cái xương khớp con quai chân của cô kia là trước là cứ thường giờ thì cô rất đau, thế À. nhưng mà từ khi cô làm cái máy này là nó bóp nó massage từ dưới bàn chân mình thì là cái khớp ở con quai của cô là đỡ hẳn. À thế ạ. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là cô cứ bị tê, đầu tiên cô cứ tưởng là bị gai gai gót chân đấy, À. thì cô cũng đi chụp nhưng mà không phải là gai nhưng mà nó đã bị đạn rau nào cả, và cô là dạng bị khớp dạng thấp, Đúng rồi, khớp viêm khớp dạng dạng thấp. thấp, đúng, phần khớp Viêm dạng khớp thấp dạng thấp. thì cô làm cái máy này nó massage cái bàn chân là cô đỡ À, đỡ hẳn khoản này. Vâng. đấy. Thế là con cảm ơn cô đã sử dụng sản phẩm, và trong quá trình sử dụng mà có bất cứ vấn đề gì u cứ liên hệ bên con để con hỗ trợ tốt nhất. Như thấy hôm nay gần 2 giờ chiều là anh Yên gọi cho bên con, và bây giờ là 3 giờ 4 giờ 10 phút Vừa là đây đã anh xong. em vừa đây À, nữa. thôi con xin phép con cũng đi vì đi đi qua mấy nhà khách hàng nữa. Có mấy nhà khách hàng nữa. Chúc cô sức khỏe. Và nếu ai có nhu cầu giới thiệu giúp bên con nhá. Vâng. Nói chung là thứ nhất là cô cũng rất là toại nguyện Dạ. là em đã mua tặng cho cô cái máy Vâng. này, cô dùng là cô cảm tưởng thấy nó rất là toại nguyện và nó cũng rất là đạt hiệu quả trong khi là điều trị xương khớp Dạ. cho cái tuổi của các cô từ ngoài 50. Dạ. Thế hôm nay thì máy nó cũng có cái gì cũng thế thôi, nó cũng có cái trục trặc tại vì mới mà. Vâng. Thế hôm nay thì cô cũng bảo em nó điện chỗ này trung tâm cũng rất là nhiệt tình,
cô vừa điện lúc trưa và anh em cũng nhiệt tình lên đây để giúp đỡ bảo hành cho cô. Thế là cô cũng thay mặt gia đình của các em là cảm ơn. Dạ. Và chúc trung tâm mình sẽ rất là đông khách, bán được nhiều hàng. Dạ vâng. Và chất lượng rất là ưu ái. Dạ. Và khách hàng cũng rất là nhiệt tình. Dạ vâng. Công ty mình phát triển càng ngày càng phát triển mạnh hơn nhé. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Đây cho mọi người vào xem lại sản phẩm một xíu. Thực ra là không phải là bị trục trặc, mà vấn đề là quá trình sử dụng thì nó sẽ có cái gọi là cái độ dơ, thì nhân viên qua siết lại coi như bảo trì bảo dưỡng. Cái là đây mới tinh các bạn thấy không, ghế này mới hơn ghế trong siêu thị. Đấy, cô khách hàng cũng đang quảng cáo ghế cho mình, tay tê bây giờ bóp và đỡ. Đấy. Em lấy cái giá rồi. Để chiều 26 vậy. Ừ. Mày không